Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Tú Anh Official. Kính chúc mọi người có thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay thì hai vợ chồng mình đang có mặt tại Tây Ninh. Nhắc đến Tây Ninh, chắc có lẽ là mọi người cũng nghĩ biết đến là hai vợ chồng mình đang ở đâu đúng không? Dạ, đó chính là núi Bà Đen. Núi Bà Đen thì nằm cách thành phố Tây Ninh 11 km, về hướng Đông Bắc. Ở đây thì nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, và đặc biệt là có một kiến trúc tổng thể về tâm linh lâu đời, với độ cao 986 m. Thì núi Bà Đen được mệnh danh là nóc nhà của Nam Bộ. Bây giờ thì chúng ta cùng đi tham quan nha mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên du khách đến đây đi núi Bà rất là đông luôn mọi người. Bây giờ thì mọi người tập trung lại để mua vé lên cáp treo. Còn hai vợ chồng mình thì quyết định là đi bộ để quay vòng vòng đường lên núi cho mọi người cùng xem á, chứ đi cáp treo thì không có quay được nhiều. Không biết là đi bộ có nổi không, nhưng mà hai vợ chồng sẽ cố gắng hết sức. Kệ, lâu lâu mình đi trải nghiệm mà, coi như đi tập thể dục luôn. Mọi người đi cáp treo rất là đông. Không biết hôm nay xui xẻo như thế nào á, mà hai vợ chồng mới vừa đổi thiết bị quay mới mà nó không có nghe tiếng được, cho nên bây giờ mình phải lồng tiếng. Mọi người thông cảm nha. Nhìn ở trong hình á thì mình nói mình chỉ tùm lum hết trơn á, nhưng mà thật ra không ai nghe được gì hết. Mọi người thấy cảnh vật xung quanh không? Đường đi vào rất là rộng luôn, hai bên thì rất là đẹp, cây cối, rồi các chỗ trang trí cho mọi người check-in rất là nhiều. Trời hôm nay cũng đẹp nữa. Đó mọi người, đó là cái khu nhà để mình vào mình đi cáp treo đó. Hai vợ chồng mình thì quyết định sẽ đi lên núi quay cho mọi người xong, rồi thì sẽ đi cáp treo xuống. Mọi người thấy có ngược đời không? Đáng lẽ là mình phải đi cáp treo lên đúng không? Đi cáp treo lên thì cho nó đỡ mệt, và phải đi xuống thì nó khỏe hơn. Nhưng hai vợ chồng mình thì lại đi ngược lên. Thôi kệ đi, đi lạ với người ta đi, để coi cái sức mình tới đâu ha mọi người ha. Em đi trước đi. Hôm nay quay clip lên tải lên mà màn hình nó cũng không có được đầy nữa mọi người. Hai bên nó bị có hai cái sọc đen đó, buồn ghê luôn. Nhưng mọi người thông cảm nha, từ từ thì mình sẽ khắc phục. Tại vì mình cũng mới làm YouTube thôi, nên có nhiều sai sót lắm. Mọi người thông cảm cho mình nha, có gì thì đóng góp để cho mình ngày một hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình đi vô á thì phía bên tay trái á có một cái hồ rất là đẹp mọi người. Bây giờ mình tham quan một xíu nha.
nước rừng núi đó. Khi mà mình tham quan phía bên trái chính là một ngôi hồ, cái hồ thì phía bên tay phải nó sẽ có nguyên một cái khoảng rộng sân như nè, và có các con vật thôi. Người ta trang trí ở đây nhìn rất là đẹp ha. Còn bãi cỏ này là mọi người có thể kiếm một nơi khác rồi mình ngồi, trải bạt ra mình ăn uống như thế. Tại vì mình thấy ở đằng kia cũng có một số khách đó, người ta cũng ngồi người ta nghỉ ngơi á. Có xe lửa kìa. Hãy subscribe.
Dạ con không mua cô. Thank you.
tìm hiểu để có gì sẽ nói với mọi người ha. Lên núi đi đường bộ nha mọi người. Trên đường mình đi lên thì phía bên đây, khi ở gần dưới chân núi á mọi người, sẽ có một cái tượng đài ha. Tượng đài này là mình kêu là gì mình cũng không biết nữa. còn phía bên bằng đá. Chắc thời tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ. Phía bên phải thì có một ngôi chùa nữa nha mọi người, nhưng mà chùa này ghi là tiếng Hoa cho nên mình không biết tên gì nữa, không đọc được. Ở đây là ở chân núi rồi đó mọi người. Bây giờ là mình sẽ từ từ đi lên núi nè. Đây mọi người bây giờ đang đi lên núi để cúng bà. Ở đây có một cái cây cổ thụ rất là to. Ở bên này thì người ta cũng là bán những hàng ăn uống ha, các đồ món ăn chay đồ đó, bánh tráng này kia. Mình có thể mua đi lên núi trên đó mình ngồi ngắm cảnh và mình ăn cũng được. Bây giờ thì mình bắt đầu leo núi thôi. Cũng có rất là nhiều bạn cũng đi bộ lên. Mình đi từ từ thôi ha mọi người. Tại vì núi rất là cao, mình đi mà lẹo quá thì mau mệt lắm. Đây là ban quản lý của núi Bà Đen. Dòng dòng đường lên núi thì ở dưới chân núi có rất là nhiều quán cà phê. Nếu mọi người mệt thì mọi người có thể vào nghỉ ngơi, uống nước và nằm võng nữa. Phía bên này cũng có một ngôi chùa. Và trong khuôn viên chùa thì người ta có bán bánh canh mọi người, bánh canh chay 10.000 một tô. Còn đây là các vật dụng để mua cúng bà. Bên đây thì mọi người có thể vào nghỉ ngơi khi mà nếu mà mình mệt á. Ở đây võng rất là nhiều ha. Đường lên núi thì rất là mát mẻ. Hồi nãy ngôi chùa mình gặp á mọi người là Linh Sơn Phước Trung Tự, còn ngôi chùa này là Long Châu Phước Trung Tự nha mọi người.
Đây là đường lên núi nè mọi người. Mọi người có thấy cao không? Dạ em quay YouTube. Em quay YouTube. Ở đây mọi người thấy trên gần tới đỉnh núi, trên đỉnh á có một phiến đá dôi ra giấu hình cái đầu của con rùa á mọi người. Phiến đá tự nhiên đó mọi người, dôi ra giấu hình y như hình đầu con rùa, mọi người thấy không? Là kỳ tác của thiên nhiên ha. Rơi ra giống hình động rùa không? Dạ đúng rồi. Mọi người ơi, hai vợ chồng mình đã lội bộ từ ở dưới chân núi lên gần tới đỉnh rồi nè mọi người. Rất là xa luôn nha. Đường đi cũng khó nữa nhưng mà hai vợ chồng cũng đã lên tới đây rồi. Và tới đây thì mình thấy có một cái hang động. Người ta ghi là Trung Sơn Hình Hổ Động. Bây giờ thì mình sẽ quay vòng vòng cho mọi người xem ở đây nha. Ở đây là cái hang của con hổ anh hả? Trung Sơn Hình Hổ Động là hang của con hổ. Ở đây có một cây cổ thụ đứng trước ở trước cửa hang rất là to luôn mọi người. Ở đây là phía bên trong hang. Ở bên trong hang thì cũng có rất là nhiều các nó hơi tối nè, trong hang hơi tối rồi mọi người. Mọi người thông cảm ha, tại trong hang hơi tối. Hơi tối xíu. Mình thấy ghi là Trung Sơn Hình Hổ Động thì mình nghĩ nó là hang của con hổ. Mà chắc đúng rồi anh ha. Kìa có hổ quá trời kìa. Thung lũng chiến sĩ. Đào vô đó đọc coi. Trận Bông 24 tháng 2 năm 1999. Vong linh chiến sĩ. Chắc hồi xưa ở đây mấy chiến sĩ nè. Chiến sĩ ở trong đây.
Nguyễn Thị Mỹ Hương. Tụi nó này, tụi nó lên đây rồi tụi nó ghi á. Vậy hả? Ai bạn nói là sao? Thích tự tay. Bỏ túi quần cá về là được. Lòng vậy nè. Bỏ vô túi quần là về tớ chịu luôn. Trời ơi, tớp sao ta múc dưới kia mà ta đi trước tương tớp đầu. Ta mới lúc đầu đấy nè. Ê, người ta no say rồi đó nha. Ta ngủ được giấc rồi đó. Ta ngủ được hai giấc rồi đó. Lên đi thằng Mỹ nè. Được cảm thấy mà cái nực. Hello mọi người à, vậy là à, trong 3 tiếng đồng hồ vất vả, hai vợ chồng mình đã leo lên được tới đỉnh núi này nè mọi người. Rất là cực khổ luôn, nhưng mà lên đây thì rất là đẹp mọi người ơi. Nè mọi người nhìn đi. Đây là Bà Đen nè mọi người. Bà Đen trên đỉnh núi á. Rất là lớn luôn mọi người thấy không? Rất là lớn luôn, lên tới đây mà mình cảm gì mình hết hồn luôn á. Rất là đẹp, bây giờ chúng ta cũng đi tham quan nha mọi người. Hồi nãy thì mình có đọc lịch sử về truyền thuyết Bà Đen cho mọi người nghe. Chào mình là quyết định đi bộ luôn. Ba tiếng đồng hồ. Ở trên đây thì trời nắng nhưng mà không khí nó cũng khá là lạnh. Rất đẹp đó mọi người, quá lớn luôn. Thôi đi lên trên. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên. Lên trên thì sẽ quay Phật á, được nè.
Đừng có dựng tay em nhìn. Đứng đây nhìn ra tới hồ Dầu Tiếng luôn ha. Tay nhìn mắt hả? Quá đẹp luôn, thiên phủ thiên nhãn. Đây là ở Tây Tạng đó mọi người. Còn đây là Phật Thích Ca kết ấn xúc địa, cũng ở Tây Tạng luôn.
ơi, mọi người mà có đi đây là mọi người mê luôn á. Đây là Quan Âm Bồ Tát tại Tây Tạng nè mọi người. Rất là nhiều các tượng Phật của các nước. Bên đây là Phật Di Lặc của Tây Tạng. Đây là Phật Diệu Sư. Bây giờ mình sẽ đi qua cái khu tiếp theo nữa nha mọi người. Thường ngồi trên những con quái thú. Và tiếp theo đây là Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn của nước Mỹ. Đây mọi người, đây là Phật A Di Đà đứng tiếp dẫn của nước Mỹ. Đây là Địa Tạng Bồ Tát Tọa Thiền của Hàn Quốc. Ôi vô đây mà mình không thể ngờ luôn á, rất là nhiều nha mọi người ơi, của tất cả các nước luôn á, rất là hay luôn. Và đây là Quan Âm Tự Tại của mình, tự tại nên ngồi cũng rất là khoan thai các mọi người. Đây là Phật Vovorio của Hàn Quốc. Việt Nam nha mọi người. Đây là ở Việt Nam.
Ninh của Bắc Ninh Việt Nam mình á. Cái thủy cung gì đó chắc là xá lợi được nằm ở trong đó. Ừ. Nhưng mà tối quá. Tối quá mọi người thấy rõ. Ở đây rất là đẹp luôn á. Ở trong đó ở dưới người ta cũng để những viên đá hả? Còn xá lợi chắc nằm ở trên đó mới đúng không? Đúng rồi. Nhìn xuống đi, nhìn xuống đó, mình đang đứng ở tầng 4 là tầm nhìn mình xuống xuống dưới đất đó mọi người thấy đẹp không? Hồi nãy thì ở bên kia là hồ Dầu Tiếng phía bên kia, còn bây giờ thì hai vợ chồng mình đứng phía bên đối diện. Đó cho mọi người nhìn xem thử ha. Cảnh ở đây đẹp lắm. Qua bên kia có núi gì? Tay yếu vậy. Chỗ đi. Chỗ đi. Con đi con nên không biết nằm ở đâu hết ta. Trên hướng đó. Ở Tây Ninh á thì mọi người cũng biết là sản của Tây Ninh lại nhiều đúng không? Chính là bún Tây Ninh nè, bánh tráng Trảng Bàng nè, bánh canh Trảng Bàng nè. À, để coi nếu mà có thời gian hai vợ chồng mình sẽ đi thử
Cảm ơn anh. Đi xuống đi. Mọi người thân mến, vậy là hồi nãy giờ á, chúng ta đi tham quan là từ trên núi Bà ở trên đó đó mọi người. Bây giờ thì hai vợ chồng mình đã đi xuống đây, thì bây giờ hai vợ chồng mình sẽ tham quan, sẽ đi nguyên cái khu này nè cho mọi người cùng tham quan, và chúng ta đi lại khu cáp treo nữa nha. Đi vòng đó đi, vòng qua đó đi. Ở phía bên đây là cũng là mấy chỗ để chúng ta nhìn xuống ở dưới đất đó mọi người. Ở đây rất là rộng luôn, nhưng mà bây giờ thì trời hơi nắng nha. Ủi hết hồn. Cái đường này làm người ta làm bằng kính. Đi vòng cái lan can. Lan can đó là xuống đó. Nè mọi người thấy cái khu này rất là rộng không? Cái này buổi sáng hay buổi chiều á mình ra đây chụp hình rất là đẹp ha. Chụp hình nhìn lên Bà nè. Đây. Đây là khung cảnh xung quanh khi chúng ta đứng từ trên núi nhìn xuống rất là đẹp luôn. Đó, khung cảnh xung quanh từ trên núi nhìn xuống ha mọi người. Đẹp ha. Bây giờ người ta đang còn xây dựng rất là nhiều luôn. Đó là có một cái đường để xe chạy lên núi ha mọi người, để công trình xây dựng chứ không có cho người ngoài hay là khách tham quan đi vào. Đây mọi người nhìn thấy cảnh xung quanh không, rất là đẹp ha. Ở đó không biết là trồng cái gì ta? Trồng lúa hả ta? Trồng lúa, trồng rẫy. Mọi người nhìn những thửa đất nè, màu đủ màu sắc hơn, nhìn đẹp ghê không? Phía xa xa chúng ta đó chính là cận cảnh của Hồ Dầu Tiếng. Hôm nay có mấy thầy chắc ở mấy thầy này chùa là chùa của Khmer. Chùa của Khmer lên đây tham quan. Nè, anh đứng tại đây anh quay lên Bà nè, đẹp lắm. Đang phát các con.
nghĩ đây chắc là những công trình sắp được xây dựng nên đấy mọi người. Đây, bên đây có những cái tiểu cảnh để cho mình check in. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên đây và mình đi lại một cái ngôi chùa nha mọi người. Cái miếu mà. Miếu hả? Miếu. Tại vì mẹ tôi đứng che luôn cái chị đó. Trời ơi, chút nữa dốt về xóa, nó chỉ chung hết cái gì chết. Vậy đây không sao, dốt mới xóa. Ủa giờ đi đâu vậy? Hai bên đây thì được bài trí những cái tiểu cảnh rất là đẹp đó mọi người. Đường đi lên. Cảm ơn. Đi du lịch á, ai cũng đẹp hết trơn, ai mặc đồ cũng đẹp. Đi ngay vào trưa cho nên là rất rất là nắng. Bây giờ thì mình đi lên đây thì cũng rất là mỏi chân. Nè, vòng vòng bên đây nè. Quay xuống là đẹp ghê anh. Phía bên kia nữa kìa mọi người, đứng chụp hình với ngay chỗ cái gói xay gió kìa. Rất là nhiều luôn mà rất là đẹp nữa, cảnh thì rất là đẹp nha mọi người. Mọi người có thấy một cái chuông gió rất là lớn không? Nhạc nó nghe rất là hay á. Gió đi qua đi lại. Bây giờ mình đã lên tới ngôi miếu rồi nè cả nhà. Để mình lại xem thử coi ngôi miếu này tên gì ha. Đây là miếu Sơn Thần á cả nhà. Ở đây người ta bỏ tiền cúng ở trong rất là nhiều. Nhưng ở ngoài này thì có cái bảng là mong quý khách không bỏ tiền cúng ở đây. Thank you.
Vậy là hai vợ chồng mình đã tham quan xong núi Sơn Thần. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng núi Sơn Thần cho mọi người cùng xem ha. Miếu Sơn Thần mà. Ừ, miếu Sơn Thần. Đây đây. Ở trên đây trồng hoa rất là đẹp. Đây, đây giới thiệu những điểm du lịch của Tây Ninh. Tây Ninh. Đây là những điểm du lịch của Tây Ninh là có bánh tráng phơi xương Trảng Bàng, làng nghề làm nhang, hồ Dầu Tiếng, hồ núi đá Ma Thiên Lãnh và đặc biệt đó chính là núi Bà Đen nha mọi người. Rồi bây giờ là đường này chúng ta sẽ đi xuống. Ở bên kia có một cái tum để cho mọi người ngồi nghỉ ngơi, ăn uống. Nhìn rất là mát luôn. À nhưng mà mọi người ơi, đồ ăn ở đây mắc lắm á. Cái đó là nói thật lòng. À mọi người đi á thì khi lên mọi người nhớ chuẩn bị nước nôi đồ. À, có sẵn lên đây mình có mình uống. Chứ trên đây thì đồ ăn rất là giá rất là cao. Ở đây cảnh đẹp quá mọi người. À, mọi người thấy không, hoa đồ cũng rất là đẹp luôn. Trời ơi hoa gì mà nhìn như hoa giả luôn á ta. Cái màu gì mà tươi, màu gì mà tươi rối luôn á. Nè, coi nè. Màu gì mà tươi, thiệt là tươi. Đẹp ghê luôn, bên đây nữa. Quá trời bông đẹp. Mà cảnh vòng vòng cũng đẹp, ở đây trồng rất là nhiều hoa luôn. Còn đây chính là những chỗ ngồi để cho chúng ta ngồi nghỉ ngơi ăn uống á mọi người. Còn bên đây là các gian hàng đồ ăn nè. Xe gió. Cũng có xe gió rất là đẹp luôn, ở đây cực kỳ đẹp luôn. Hoa gì đâu mà cái màu nó tươi. Viên nó bên ngoài này. Miếng là nó phải nạp hai chân. Lấy vườn hoa nha. Rồi. Trời ơi sao mà thấy thương vậy? Sao mà thấy thương vậy? Sao mà trắng dữ vậy? Cười. Dễ thương quá, giống búp bê quá. Búp bê luôn. Ê.
các tiểu cảnh cho mọi người chụp hình nè. Người ta chụp rất là đông, tại cảnh ở đây cũng rất là đẹp. Mọi người, bên đây là nguyên vườn hoa Cẩm Tú Cầu nè mọi người. Đẹp ghê không? Bên đây cũng vậy nữa. Ôi, ở đây đẹp quá. Đây là một cái biểu tượng của cáp treo nè. Nè, biểu tượng của cáp treo nè anh. Đẹp ghê không? Ai mà là tín đồ mê chụp hình thì lên đây là đúng bài luôn á mọi người. Rất là đẹp. À, đi xuống đây nè, nhìn lên nó rất là đẹp mọi người. Trong đồ đi cho bác cục và chụp. Đi lên đây ông kẻ đó. Vô đây Lan. Đây chỉ dập đèn tắm. Tắt đến đây. Bấm đâu vậy? Nó nào? Đây là cáp treo để chúng ta có thể đi lên đỉnh và có thể đi xuống trở lại nha mọi người. Và xung quanh cảnh của nó. Vô. Đây, chụp lấy cảnh như này. Rồi. Mọi người ơi, bây giờ hai chồng mình sẽ quay món ăn ở phía trước đường vào và cáp treo cho mọi người cùng xem ha. Đây, ở đây có khoai tây chiên nè, bánh canh Trảng Bàng, cơm tấm, bún chả Hà Nội và cơm gà sống mỡ. Dạ, đây là bảng giá mọi người. Mọi người coi sơ tham khảo ha. Rồi bây giờ thì mình bên kia nó kìa, bên kia cũng có nữa kìa. Đây nè. Đi xuống cáp vô số 7. Bên đây thì chúng ta có các món đồ nướng mọi người. Đây là xiên heo nướng, bò tơ xiên nướng và bánh mì. Ở đây là xúc xích. Dạ, em quay một xíu hả chị? Dạ, chào chị. Đây là bắp luộc và bánh bao.
Bắp hấp là 30 ngàn một trái nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vào khu cáp treo ha. Mình xuống cáp treo đi em ơi. Hả? Xuống cáp treo đi. Vui lòng không đi lối này. Mình chỉ đi quay vòng vòng thôi. Đây là khu vực cáp treo mọi người. Ở đây có bán rất là nhiều các loại bánh nước. Ôi anh quay quay bánh đi, đi rất là hấp dẫn luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ là thích. Ở đây nè, này bánh tự chọn. Nhìn rất là ngon luôn. Đây mình đi sẽ đi đường này vô nè. Nhưng mà không biết ở đó người ta có cho mình vô hay không thì cứ quay ở đây đi không. Đây là cái món chè. Cái này là buffet. À, để một hồi mình sẽ tham khảo coi một giá vé của nó là bao nhiêu hả mọi người. Rồi đứng đây thơm quá. Mùi thức ăn rất là nước là thèm luôn. Sẽ xuống ga cáp treo. À mọi người ơi, thì bây giờ hai vợ chồng mình vừa mới bước ra khỏi khu vực cáp treo. Phía bên tay phải á, có một cái ngôi chùa, đó là chùa Tịnh Xá Ngọc Truyền. Chúng ta cùng vào tham quan nha. Vào chánh điện. Mình sẽ lên thắp nhang. Đây là bà Linh Sơn Thánh Mẫu nè mọi người. Mọi người ơi, vậy là hai vợ chồng mình
đã đi tham quan xong khu núi Bà Đen rồi đó mọi người. Mọi người nếu mà thấy hay thì hãy cho hai vợ chồng mình một like và một đăng ký nha. Để làm động lực hai vợ chồng mình sẽ đi nhiều nơi hơn nữa, quay nhiều cảnh đẹp hơn nữa để phục vụ cho tất cả mọi người nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bye bye và hẹn gặp lại.